Xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vào dịp cuối năm cũ hay đầu năm mới, chắc hẳn ai cũng tò mò muốn biết vận thế của mình trong năm 2021 như thế nào, tốt xấu ra sao. Cũng giống như mọi người bước sang năm 2021 Tân Sửu, những người tuổi Nhâm Tuất nữ mạng chắc hẳn cũng đang mong muốn tìm kiếm cho mình một giải pháp để sang năm mới có nhiều thuận lợi, gia đình hòa thuận, tài lộc vượng tiến, sức khỏe dồi dào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 nữ mạng năm 2021 Tân Sửu để biết được toàn bộ cát hung của mình trong năm, kèm theo đó là những giải pháp giúp cho người tuổi Nhâm Tuất 1982 nữ mạng luôn cảm thấy khỏe mạnh, hạnh phúc và viên mãn. Trước khi nghe Bảo Hân chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm thông tin hữu ích hơn. Khi xem tử vi năm 2021 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng, quý bạn sẽ nắm bắt được sự tốt xấu của mình về các phương diện tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Qua đó quý bạn sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để có được may mắn, hanh thông cho năm Tân Sửu. Đặc biệt trước khi bước sang năm mới, dân gian ta vẫn thường làm lễ nghênh thái tuế ở ngoài sân trong lễ cúng giao thừa. Người nào biết mà nghênh thì sẽ được lộc trời cho, người không biết chẳng may bị phạm vào thì tai họa ập xuống liên miên. Đón các thần để được nhờ sự che chở cũng là một cách mà hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng. Để có được một năm mới an lành, may mắn thì quý vị sinh năm 1982 Nhâm Tuất nên luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài thái tuế. Lệnh phù gồm có hai mặt bằng đồng, mang theo kim bài thái tuế bên mình để tỏ lòng thành kính với quan hành khiển của năm, nhờ sự tương trợ của ngài mà cả năm được may mắn, bình an. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Nhâm Tuất trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh trong năm 2021 nhé. Năm 2021 Tân Sửu không còn được bình ổn như năm trước, tuổi Nhâm Tuất bị tác động mạnh bởi cục diện hình thái tuế, lại thêm thương quan và kiếp tài xuất hiện, báo hiệu một năm nhiều biến động, thăng trầm, vất vả ngược xuôi. Chính vì vậy, tuổi Nhâm Tuất đừng quá kỳ vọng vào năm nay mà hãy thành tâm xin nhiều phúc lộc hơn nữa. Hung tinh sẽ mang đến nhiều điều khủng khiếp làm sự nghiệp bị thụt lùi, vài mối quan hệ đổ vỡ, đặc biệt là trong năm bạn sẽ có nhiều điểm xung đột với lãnh đạo. Vận trình làm ăn của Nhâm Tuất cũng không được tốt, dễ gặp đối thủ, dễ sinh bất hòa với anh em, bạn bè, thậm chí còn bị lôi kéo phá sản. Bản thân nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 tương đối bướng bỉnh, năm nay tình cảm thăng trầm, dễ xung đột với đồng nghiệp trong công việc, thậm chí còn hấp tấp. Đời sống tình cảm cũng không như ý, người độc thân phải đối mặt với việc gia đình thúc giục chuyện cưới xin. Trong mọi trường hợp, bản mệnh cần một trái tim kiên định, đừng gặp chút khó khăn là lập tức kêu lên. Bản mệnh hãy nắm bắt cơ hội để sống trong nghịch cảnh, không ngừng trau dồi tính kiên trì, dũng cảm. Để có một năm phát triển hơn thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Nhâm Tuất hãy đeo vòng Bát Bảo Tâm Kinh hàng ngày. Bát Bảo Tâm Kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật, sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại. Đồng thời vòng tay sẽ giúp bạn tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc, chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ bạn, biến con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi, hanh thông và thành công hơn trong năm 2021. Vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Om Mani Padme Hum. Mặt sau là bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo, giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư giả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ là số tử vi năm 2021 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc tài chính, công danh công việc, tình duyên gia đạo và sức khỏe. Từ đó quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình. Thứ nhất là về mặt sự nghiệp. Dưới sự chi phối của thái tuế 2021 khiến thương quan tọa vận sự nghiệp bị tổn hao. Nhìn chung tuổi Nhâm Tuất rất khó khăn, dễ bị chơi xấu, bị đối thủ chèn ép, dễ nảy sinh các mâu thuẫn do tranh cãi, quan hệ với cấp trên không thuận lợi.
Theo tử vi tuổi Tuất trong năm 2021 cho thấy, sự nhiệt tình của bạn đối với công việc hiển nhiên là không đủ, dẫn đến hiệu quả công việc giảm sút, thậm chí còn liên lụy đến các đồng nghiệp khác. Hơn nữa, bạn vốn không giỏi xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân, không biết cách nịnh bợ ở nơi làm việc, căng thẳng với đồng nghiệp, vô tình làm mất lòng lãnh đạo, mất cơ hội thăng tiến. Năm 2021, nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 nên dành nhiều thời gian hơn để giải quyết và duy trì các mối quan hệ giữa các cá nhân, nếu không đồng ý với đồng nghiệp thì nên nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh cần phải đeo vòng Bát Bảo Tâm Kinh hàng ngày. Bát Bảo Tâm Kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh, kẻ tiểu nhân luôn rình rập hãm hại và chiêu mời quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ cho con đường sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi và thành công hơn trong năm 2021. Thứ hai là về mặt tài lộc. Thái Tuế là hung tinh sát hại vận tài lộc năm nay của tuổi Nhâm Tuất. Nhìn chung thì tuổi Nhâm Tuất trong năm nay, dù nam hay nữ, cũng dễ tiêu tiền vớ vẩn vì tính hiếu thắng, bướng bỉnh. Đôi khi phải tốn tiền vì bị rủ rê, nhưng cũng có lúc thu được lợi lộc bằng chính trí tuệ của mình. Đặc biệt trong năm nay, bản mệnh không thích hợp tham gia đầu tư dự án bất động sản. Trong năm thì tiền thu thì ít, nhưng tiền tiêu thì nhiều, đặc biệt là tiêu cho một số việc liên quan đến tài chính. Hơn nữa, nữ tuổi Nhâm Tuất không giỏi quản lý tài chính, không biết lập kế hoạch cho tương lai nên năm nay sẽ phát sinh nhiều khoản tiêu dùng không cần thiết. Thời điểm giữa năm thì tình hình kinh tế rất căng thẳng, phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, mối quan hệ và các thành viên trong gia đình vì thế mà rạn nứt nên hãy phải tiết chế hơn trong việc chi tiêu. Để có thể kích tài lộc lên thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Nhâm Tuất hãy đeo pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Với sức mạnh của pháp khí này sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn và chiêu tài lộc cho sự nghiệp, công việc, việc đầu tư hay kinh doanh của bạn trong năm 2021 này. Thứ ba là về mặt tình cảm, gia đạo. Năm 2021, người tuổi Tuất bước vào đảo Hoa Vận lại còn phạm hình với Thái Tuế. Tính thống trị có xu hướng gây ra xung đột, ngày càng trở nên thụ động trong tình cảm. Nữ mạng độc thân phải đối mặt với sự thúc giục của các thành viên trong gia đình mỗi ngày. Đừng miễn cưỡng chấp nhận tình yêu chỉ vì cưới cho có, nếu cảm thấy không phù hợp thì hãy từ chối kịp thời. Còn người đã có gia đình thì xu hướng tình cảm ngày càng nhạt nhẽo, ít giao tiếp với nửa kia. Trạng thái sống như vậy sẽ khiến phụ nữ tuổi Tuất nảy sinh ý định ly hôn. Hãy thận trọng và đừng đưa ra những quyết định hối hận vì bốc đồng. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất hàng ngày. Khi mang theo bên mình thì vòng tay sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Đồng thời mong rằng năm 2021, người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Thứ tư là về mặt sức khỏe. Trong năm Tân Sửu, Nhâm Tuất tương xung với Thái Tuế, ngũ hành tương khắc. Chú ý tim mạch có thể không tốt, dễ bị chấn thương mô cơ. Đừng gây gổ đánh nhau, nếu không nó sẽ gây ra rắc rối lớn, vạ từ miệng mà ra. Nữ tuổi Nhâm Tuất nên chú ý bảo vệ mình trong thời gian này, không nên thường xuyên đi dạo vào ban đêm. Nếu đi làm về muộn thì nên để người nhà đến đón. Đặc biệt đối với những người sống một mình thì hãy khóa cửa ra vào và cửa sổ khi về nhà. Tóm lại là bản mệnh phải cẩn thận trong năm 2021 để tránh những tai nạn thương tích. Chú ý an toàn giao thông khi lái xe, không lái xe sau khi uống rượu bia. Ngoài ra thì bản mệnh hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Với năng lực tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo, Bảo Hân xin chia sẻ sao hạn của tuổi Nhâm Tuất 1982 nữ mạng trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp nhất. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp chương trình. Thứ nhất là vận hạn năm 2021 của tuổi Nhâm Tuất 1982 nữ mạng. Vận hạn trong năm 2021 của tuổi Nhâm Tuất là hạn Tam Kheo. Người xưa dùng câu Tam Kheo thống nhãn thương thủ túc để mô tả tất cả những việc mà những người gặp hạn Tam Kheo phải gánh chịu trong vòng một năm. Hạn Tam Kheo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn Tam Kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra, người gặp hạn Tam Kheo cũng nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa
như tay chân xương khớp. Chính vì vậy bản mệnh nên tu dưỡng bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức, làm nhiều việc lương thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động từ thiện giúp đỡ những người khác thường mang lại may mắn cả về sức khỏe lẫn công danh. Thứ hai là sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Nhâm Tuất 1982 nữ mạng. Trong năm nay, nữ tuổi Nhâm Tuất sẽ bị sao Thái Bạch chiếu mệnh. Thái Bạch là một trong những hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Gặp phải sao Thái Bạch chiếu mệnh thường hao tốn tiền bạc tài sản lớn, gặp tiểu nhân kẻ xấu hãm hại, nhiều vướng mắc rắc rối với luật pháp. Đặc biệt cần kiêng kỵ vì dễ mắc các bệnh về nội tạng. Người bị sao Thái Bạch thường kỵ tháng năm, tuy nhiên có kiết có hung. Người nam giới năm nay gia đạo thăng trầm nên lo âu, nhưng có quý nhân giúp đỡ. Riêng người nữ giới thường bị đau ốm nên ngừa tiểu nhân và đưa đến sự tranh chấp. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Nhâm Tuất 1982 nữ mạng. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Bảo Hân rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.